tôi quyết định rồi. Bắt đầu từ ngày hôm nay, mỗi người chỉ được xài một số nước trong một ngày. Hả? Là sao mẹ? Mẹ đừng nói là một số nước mà đánh răng, rửa mặt, tắm rửa luôn nha. Còn nữa, rửa tay, dội cầu nếu đi toilet. Sao được mẹ? Nội con rửa mặt thôi đã hết một xô nước rồi. Vậy mới hao nước á. Ví dụ mà con xài ít hơn một xô á, con có được hưởng gì không ạ? À mình nè, tôi thấy như vậy nó có hơi ít quá. Không thấy gì. Không như vậy gì hết. Tôi quyết định rồi. Ai không tán thành ra khỏi nhà.